Và đôi đồng trục này Bát 23 Giá cực kỳ uh, Hợp lý cho quý vị Quý vị thấy là uh, Chép nằm bên trong Thì đôi này uh, hôm nay việc giảm giá nha việc chào quý vị và các bạn thân mến Trước mắt quý vị và các bạn Là một số lo chép Một cặp lo chung Một cặp phân tầng Và một cặp lo đồng trục thì giờ uh, việc sẽ giới thiệu chia sẻ đến quý vị và các bạn thì ở đây việc có đánh uh, số từ số 1 cho đến số 10 và báo giá uh, công khai giá này đã bao gồm phí vận chuyển và phương thức mua hàng thì quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước thì việc bán trước việc không có chờ đợi mơ chuyển khoản mốt chuyển khoản quý vị thông cảm cho cái vấn đề này còn cái chuyện hay hay dở thì việc không dám nói tại vì cái cảm nhận riêng của mỗi người À, quý vị và các bạn Đây là những cái mặt hàng độ chế Quý vị về quý vị độ chế Việc bán hàng cam kết đúng như mô tả Ở trong video à, Quý vị lưu ý như thế Thì hiện tại có một Số chỗ Mình ship hàng đi không có được nha quý vị à, Tình hình do dịch Thì quý vị và các bạn cũng biết rồi à, Chỗ nào ship đi được Thì việc ship cho quý vị và các bạn quý vị nào có muốn xem cái clip test đó, thì quý vị và các bạn à, vui lòng qua kênh chợ lom ly bãi xem giúp việc nha tại vì cái kênh việc audio vĩnh long này không test nhạc được nữa quý vị à, cái đường link à, kênh chợ lom ly bãi đó việc có để phía dưới video này nè ở phía dưới cái phần bình luận đó, quý vị và các bạn rồi à, bắt đầu đi vào đôi chép đầu tiên đôi chép số 1 nha. Cái đôi chép số 1 này á là 500 000 Đã bao gồm phí vận chuyển. Cái đôi này gọi là siêu chép nha quý vị của Mitsubishi. Đó hãng Mitsubishi thì cái này là nó bằng gan Nha dày lắm. Thì à, do uh, nhiều năm nhiều tháng đó, nó uh, đã cũ rồi cái này quý vị về đánh bóng, đánh lại là nó bóng, nhưng mà việc thì không có thời gian nào làm rồi việc đo kích thước nha cái đường kính này là chính nè quý vị được chính nha cái cụ từ cái cụ từ thì được uh, 5 đó. À, uh, một cặp là tình trạng là zin cái nào zin thì việc báo zin nha quý vị lưu ý là xem cho thật là kỹ nha thì uh, 500 nghìn cái đôi chép số 1 rồi cái đôi số 2 đôi số 2 này là giá 1 triệu đồng đô này thì uh, chép của Đan Mạch đó. chép Đan Mạch chép đôm lụa đường kính nè đường kính là 10 10 nha quý vị đó. một triệu đồng giá quá rẻ quý vị và bạn cái uh, cái cụ từ này được 7 đó cái uh, chép này là Zin rồi Cái đôi chép này là giá 1 triệu đồng Đó Là đôi số 2 ờ à... Và đôi số 3 Đôi số 3 đây là đôi chép của anh Quý vị Chép của anh đây T27 Đôi chép của anh Việc lấy nét cho quý vị và các bạn xem nha Đó Đôi này trùng số trùng seri luôn Đó và cái 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 mặt này, này nó bằng nhôm bằng gan gì đó chứ không phải bằng mũ nha đó cái mặt này nè mình búng kêu len can len can đó để việc đo cái đường kính nha cái đường kính này á là 11 ba lỗ ốc quý vị đường kính là 11 ba lỗ ốc giá 1 triệu năm đấy chiếc bên đây có miếng gòn theo trùng số trùng cặp luôn cái cái nón bên đây á cái mũi lo bên đây nó mốt một tí mấy cái này đụng vào là nó mốt ngay thôi tại nó nhô ra không ảnh hưởng giá một triệu năm trăm đôi chép của anh mà giá một triệu năm trăm mà rẻ lắm quý vị mà cái 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 mặt này nó bằng nhôm bằng gan gì đó chứ không phải bằng mũ nha Đã. rồi đôi số 5 đôi số 5 là cái đôi chép của đan mạch đôi này thì giá 1 triệu 500 nghìn đôi này à, âm thanh việc thử thấy nó khá là hay cụ từ được 7 và cái mặt này á không phải bằng mũ nha nó bằng nhô bằng gan gì á búng nghe len can len can đó cái đường kính là 11 nha quý vị đường kính vòng tròn là 11 nè hình như cặp này trùng số luôn thì phải rồi cặp này trùng số luôn quý vị Cặp số 5 của Đan Mạch Chép đôm 1 triệu 500 Rồi tới đôi số 7 Đôi số 7 là đôi chép của Philip quý vị và các bạn Chép Philip thì quý vị và các bạn biết âm thanh rồi Giá 1 triệu 2 nè Chép Philip nha à, Cái đường kính vòng tròn này là 9 cái cụ từ thì hơn 7 một chút một tí xíu đó. rồi giá 1 triệu 2 đây quý vị đó. cái dòng lo clip thì hay lắm nha quý vị rồi tới đầu số 8 cũng bi clip nữa quý vị đầu số 8 này bi clip cái đường kính ở trên đây là 8 8 phút phút cái cụ từ 6 giá 1 triệu thì uh, hai cái đôi philip này đôi số 7 và đôi số 8 thì việc đã thử rồi nó kêu ngang nhau nha thấy cái cụ từ nhỏ nhưng mà cái con của cái cái lo nhỏ này nó bằng với cái con lo lớn này cho nên nó kêu không có uh, khác nhau Đó. thì quý vị nào mà uh, dạ, uh, coi như là kinh tế hơi yếu yếu uh, thì có thể chơi cái uh, lo nhỏ nó uh, một tí nha hoặc là uh, um, chọn cái lo nhỏ để cho nó phù hợp cái dàn máy nhà mình đó. thì tiếng kêu nó cũng y như cái lo lớn này luôn đó. rồi đôi số 8 giá 1 triệu mốt rồi tới đâu phân tầng rồi sau đó sẽ tới đâu đồng trục nha quý vị và các bạn cặp phân tầng nhật ba đường tiến bắt 30 trở về đây cái này là vô keo người ta đổ nha một số uh, chân linh kiện đó, nó cũng bị uh, sức keo thì bị có độ keo thêm đó gì hết chưa có thay một con tụ một gì, gì hết đây có uh, hai cái volume để tăng tiếng trung và tiếng chép đó, có chạm câu lo luôn đó. có nhiều quý vị cứ hỏi là 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 hay hay không hay hay không thì rất là khó nói à, không có ông bán hàng nào ông nó không hay hết chứ quý vị đó, đó. Thì bây giờ về chỉ bán hàng đúng chuẩn cho quý vị đúng như video thôi còn quý vị độ chế thì như thế nào đó thì chuyện của quý vị. Có nhiều quý vị cứ hỏi hay không, hay không hay không thì nó uh, nếu mà việc nói hay á, thì về quý vị không hay thì cũng khó. Đó. Rồi. Cái này thử rồi còn hát tốt. Cái uh, mấy cái uh, volume này hơi cứng quý vị vô dầu nhé về vô dầu. Đó. bên đây cũng vậy thôi cái cặp phân tầng này hôm nay bán cho quý vị uh, giảm giá ha giảm giá luôn đi 800 nghìn trời 800 nghìn bằng cái, rẻ hơn cái cặp phân tầng mà của <laughs> hàng China nữa quý vị 800 nghìn lô bắt 30 đổ về rồi cuối cùng là cái uh, lo đồng trục vít to lo đồng trục vít to nữa cụ tự nó to nặng quá để việc dời mấy cái lo này ra việc đo thử trước tiên thì vị sẽ đo cái củ từ cho quý vị và các bạn xem là cái củ từ cái củ em này là 12 cái đường kính ở đường kính này là 2 23 cái đường kính này 23 cái củ từ khoảng 12 rồi đó thì cái tình trạng lo tình trạng lo là zin con zin giấy zin gần này thì thay đó và cái nhện lo cái nhận lo là cái này thì uh, do nó mềm việc kiểm tra việc thấy nó mềm và việc thay luôn cho quý vị cái nhện còn lo zin đây nó có hai gầu một gâu là cho lo chép một cái gâu là cho lo bát thì cái này quý vị uh, phải sử dụng một cái con tụ hay là một cái phần tầng hệ quay để uh, sử dụng cho cái lo chép tại vì cái lo chép này nó chưa có con tụ nằm ở trong lo chép thì nó nằm ở bên trong này quý vị đây quý vị có thể nhìn thấy qua cái này là cái mũi vải mũi vải này thì quý vị nhìn thấy là ở bên trong nó có cái lo chép thì quý vị về độ chế à, hoặc là quý vị uh, nghiên cứu mà cái đôi này quý vị uh, là chợ lời để hát karaoke cũng phê luôn đó rồi tình trạng là lo con zin nè giấy zin nè Uh, gân đã thai nè đó thì cái cái lo này nó uh, cũ theo năm tháng đó. cái đâu này là việc đánh dấu là đâu số 9 để việc lấy cái chiếc bên kia luôn cho quý vị xem thì uh, việc bán cái giá hợp lý cho quý vị luôn đó quý vị nào mà độ chế mà trong tầm tiền mà 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 ừ, khó có đồ nào hay hơn cái đồ này quý vị đó thì uh, có thể là làm trợ lời để hát hò cũng được luôn, tùy vào cái mục đích sử dụng hay là nghe nhạc cũng được luôn.